Đâu phải có bé bán diêm đâu mà tự quăng này trời. Là sao? Em là cô bé bán diêm, cho em xin 20 ngàn. Nguyễn Văn Diêm tao bán, bây giờ dẹp đi. Cô giáo Khánh mà nhập rồi đó. Liễu hồn à. Bạn thấy không? Trời ơi trời. Thôi buổi nào rồi. Ai mà xài diêm chứ. Quê mùa. Mình tính dài hàng luôn, thấy ghê không, ghê không? Thôi bây giờ bỏ qua nè. Xin chào tất cả các bạn. Trả cho bé bán diêm luôn. Xin chào các bạn khán giả yêu dấu của chương trình Awesome. Tôi nói cuối năm trời trở lạnh. Lạnh quá hiểu không? Ừ, cái ra đường mặc áo len áo khoác trùm từ trên xuống dưới. Nhưng mà đâu có ai biết được rằng nực muốn chết. Khi không cái ở trong phim trường này nè, đó 30 độ. Đó trùm từ trên xuống dưới, có chịu nổi không? Không hợp luôn à. Chị bán Diêm ơi, chị bán Diêm ơi, có thể cho em được một cái quạt được không? Một cái quạt em quạt á. Thì bà cho liền luôn nè. Tôi tính là bà này có cũng tốt bụng ha. Có một dòng chữ: anh Khánh ơi, mùa đông đến rồi, em ra đường em thấy những cặp đôi yêu nhau, họ tay trong tay, chân trong chân, em tủi thân quá. Anh hãy sưởi ấm cho em bằng cách quay sang phải. Em là cô bé bán diêm, cho em xin 20 ngàn. Ờ, cái con quỷ bán diêm này. Bỏ nha mày. Là tao trả luôn cây quạt nè. Thiệt tình bởi tao nói người gì đâu mà thiệt. Đang rất là khổ sở mà cứ chọc. Đang suy nghĩ các bạn biết không, khổ sở quá. Tối qua đến giờ suy nghĩ có cách nào mà tỏ tình không mà chưa ra. Tại bây giờ Khánh thấy là con gái mê mê sến lắm. Mà bây giờ sến quá thì người ta cũng chạy đúng không? Không, cái này nói thiệt. Không tin hả? Coi liền cái clip mình đều để biết liền à. Em có biết là 70% cơ thể của anh là nước. Và ngày nào em cũng cần uống nước đúng không? Nghĩa là em cũng rất cần anh. Và anh thì cực kỳ thích uống nước luôn. Nghĩa là anh cũng cần em lắm. Cho nên là bạn gái em. Một người chờ một người trên bến sông. Em biết không sao lánh mắt anh hoài, để anh từng ngày ôm nỗi nhớ. Người khóc làm gì người ơi, nhớ làm gì người ơi. Còn lại gì khóc cho sầu vơi. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi. Chợt nhìn em xa tầm vơi, tôi đây phải khóc hay cười, lại là lần sau vui.
anh đưa em vào bằng. Papa mama mama papa mama mama papa mama papa mama mama mama. Gấu bông. Trời ơi, em không có thích gấu bông. Mặc dù em search search thiệt nhưng mà em không thích gấu bông. Em đâu phải là con nít đâu. Ăn cơm tấm không? Ôi, nhiều tinh bột lắm. Ăn gà rán không? Ôi, gà rán chiên mỡ không à. Ăn phở không? Phở hả? Béo lắm. Ăn kem. Kem hả? Thôi không được đâu, em đang nhịn cơm. Thế thì chở em về nha. Ok. Ok. Ủa, em chưa nói gì cho anh ok rồi. Thì em thích gì anh cũng chiều hết. Cái gì em thích là được. Vậy em nói là anh làm gấu em có được không? Và anh sẽ hát từ sau tận nơi trái tim này. Thế ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm. Đó là nếu như mà đã tến thì phải tến tới bến, thì nàng mới mến và mình thì mới gặp hên được. Vậy thì tình cảm nó mới bền. Còn nếu như mà các bạn tến mà không dễ mến á, thì chắc chắn là sẽ mình em như con tên luôn đó. Phút giây mong có em, và từng phút giây em chỉ muốn được gần em. Ở phần tiếp theo của chương trình. Trời đất ơi, ai mà xinh quá vậy kìa. Đừng rời khỏi màn hình nha các bạn. Gần tới Noel rồi, các bạn đã viết thư cho ông già Noel chưa? Nếu mà chưa viết thì có thể viết liền. Gửi cho ông già Noel bận quá thì mình gửi cho bà già Noel luôn càng tốt. Khánh buồn với một lá thư rất là hay. Khánh đọc cho các bạn nghe nhé. Lá thư như sau. Kính gửi ông bà già Noel, con là Duy Khánh, một trong những đứa trẻ ưu tú nhất của thành phố này. Trong năm qua con đã phân phối thuốc bổ đi khắp thành thị, thôn quê, núi đồi, hẻm hóc. Xin ông đừng hiểu lầm. Ý con không phải là như vậy, con không phải là chủ đại lý thuốc Tây hay thuốc Bắc, thuốc Nam gì cả. Con chỉ là một DJ nhỏ nhoi, đáng yêu, dễ mến của chương trình Awesome Vui Thỏa Thích mà thôi. Tối ngày phân thuốc thuốc hài của tất cả các bạn khán giả. Nếu ông muốn uống thuốc bổ thì hãy nhớ mở danh TV ngay nha. Tóm lại, vì con ngoan nên Noel này con mong ông một điều ước nhỏ nhoi thôi. Hy vọng ông sẽ thực hiện được. Con muốn mình có một giọng hát hay như là của anh Thanh Bùi và một cô bạn gái xinh như là chị Chi Bu vậy đó. Ngoài ra thì tiền bạc thì ông đừng có quá lo. Bởi vì con chỉ xin khoảng 10 triệu đô thôi. 10 triệu đô thôi. 10 triệu đô thôi. Tại vì nếu mà nhiều quá, nhiều hơn con số đó thì con sợ là xài không hết thì bỏ nó phí. Dạ, con cảm ơn ông. Tái bút trước khi đến thì ông cứ nhá máy cho con ra mở cửa. Đừng chua cho nóc nhà trồi xuống bởi vì con ở chung cư. Bây giờ lá thư này bây giờ chắc là phải bỏ vô vớ chứ đúng không? Đâu có ra bưu điện được, gửi trong nhà Noel mà. Vớ đâu? Có liền. Điều đầu tiên xin mời xin chào tất cả các bạn của Yarn News. Cờ tá đạo, nơi câu hỏi không đỡ nổi. Góp mặt trong biệt đội bá đạo tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ người nghệ sĩ đa tài Thanh Bùi. Không chỉ là một ca sĩ, nhạc sĩ, kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, Thanh Bùi còn là một thầy giáo thanh nhạc rất nghiêm khắc. Hãy cùng xem thầy giáo Thanh Bùi sẽ đối phó ra sao với những câu hỏi chớp nhoáng từ biệt đội bá đạo nhé. Khi học trò không nghe lời thì thầy giáo Thanh Bùi sẽ phạt học trò theo kiểu hài hước nào? Mình không nói chuyện với bạn đó và mình rất nghiêm túc với bạn đó. Một ngày thức dậy, anh Thanh Bùi sẽ có giọng hát của chị Thu Minh thì sẽ thế nào đây? Không biết phải cảm nhận như thế nào, mình phải tự hỏi mình là đang là tại sao? Hãy kể về một sự cố nhớ đời khi anh đang trình diễn trên sân khấu. Ở trên sân khấu, trước đó Thanh uống nước nước ngọt trước khi lên sân khấu. Khi mà Thanh đang hát, mình ở một cái, Thanh nghĩ cái điều đó rất khủng khiếp với Thanh luôn. Nhưng mà Thanh còn phải làm nó như thế nào để cho rồi Thanh làm đang hát cái câu view lòng muốn nói
gắng một cách nào đó để cho mình chuyên nghiệp một chút xíu trong cái khoảnh khắc đó. Hãy thử hát một tông giọng mà anh cảm thấy khó nhất. Điều điên rồ nhất mà Thanh Bùi mong muốn thực hiện trên sân khấu. Cái điều điên đỏ nhất mà anh muốn làm là anh muốn nhảy xuống sân khấu mà mọi người chụp anh như là anh đang bơi với khán giả của anh á. Anh chưa bị làm cái điều đó, anh mong ngày đó sẽ xảy ra sớm nhất có thể. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cô gái bị quá mến mộ và chạy lên sân khấu cầu hôn Thanh Bùi ngay trước mặt rất nhiều khán giả? Mình phải tế nhị và mình sẽ nói là rất cảm ơn nhưng mà tôi đã có một người khác lấy cái lòng của tôi rồi. Có điều gì lãng mạn anh chưa làm cho vợ anh? Anh chưa dẫn cô ấy đến party. Thanh nghĩ là tình yêu cái gì đó mà đẹp nhất là những cái tình yêu mà nó sâu sắc và mình không cần phải thể hiện, mình đã biết nó như một cái lửa mà nó cháy mãi mãi, nó ấm mà nó... Đó mới là cái tình yêu tuyệt vời. Anh có thể chia sẻ kỷ niệm xúc động về tình yêu của anh? Chắc ngày cưới. Nếu có con, anh sẽ dạy bài hát nào? Không phải bài hát lận thầm một tình yêu. Nếu tất cả người hâm mộ mong muốn nhìn thấy một Thanh Bùi có 6 múi thì anh sẽ làm gì? Anh, tại sao mọi người nghĩ Thanh không có six pack vậy? Việc đòi bá đạo, muốn biết cảm xúc của bạn lúc này. Rất vui và những câu hỏi này thấy rất là thú vị để mình trả lời, nhưng rất khó để trả lời. Bởi vì Thanh nghĩ là khi mà mình bị, đây là một sự áp đặt ở đây, mình chỉ có một, mình phải trả lời rất nhanh, thì nhiều khi cái trả lời đầu tiên của mình chưa phải là cái câu trả lời đúng. Các bạn hãy theo dõi tất cả thông tin của Thanh Bùi qua www.yan.vn. Chào tất cả các bạn, mình là Chi Pu. Bí cờ bá đạo, nơi câu hỏi không đỡ nổi. Đội bá đạo xuất hiện bất ngờ đến mức chị Bù đã phải để mặt mộc để trả lời các câu hỏi của chương trình. Chị Bù phát hiện bạn trai mình là người thích ăn thịt chó, thì lúc đó bạn sẽ phản ứng như thế nào? Đối với chị thì đây là một tình huống cũng rất là khó xử, tại vì mình yêu động vật nhưng mà mình cũng yêu người yêu mình, cho nên là cũng không biết được là sẽ phải nói với anh ta ra sao. Nhưng khi mà gặp hoặc là phải là một chàng trai nào thì Chi sẽ hỏi trước là anh ta có yêu động vật không và anh ta có thích ăn thịt chó hay không. Để bảo vệ tê giác thì người ta tìm thuốc độc vào sừng của chúng. Vậy muốn bảo vệ chó mèo thì nên làm gì? Phải đánh thức được cái tư tưởng của tất cả những ai mà muốn làm hại đến chó mèo trước đã. Ví dụ như những việc chị mà Chi đang làm đó chính là tuyên truyền và đánh thức được cái ý thức của những người đang muốn bắt trộm và giết thịt cũng như là tiêu thụ thịt chó mèo. Lỡ ăn xong một món rất ngon thì chị vừa phát hiện ra nó là làm từ thịt chó hay là thịt mèo thì bạn sẽ làm sao? Cái cảm giác của chị bây giờ thực sự là chị cũng vừa mới ăn no xong, và bây giờ khi mà nghe bạn nói là đó là món thịt mèo thì chắc chắn là chị sẽ chạy vào ngay vào nhà vệ sinh và phải móc họng ra ngay lập tức. Chị Bù có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả mức độ yêu chó của bạn? Yêu kinh khủng khiếp, hoảng hốt, yêu không kể đâu cho hết. Và chị nghĩ là chị sẽ, nếu mà kiếp sau thì chị sẽ muốn trở thành siêu nhân bảo vệ động vật. Chị Bù có dám hôn một con ếch để hy vọng nó thành hoàng tử không? Không, chắc là không. Chị Bù ghét nhất là con nào? Chị Bù ghét nhất là những loài động vật nhìn tưởng là trơn mà sờ vào giáp giáp và không chân. Chị Bù vốn là một cô gái ngoan hiền. Vậy hãy thể hiện sự đánh đá của mình trong vòng 5 giây. Mặt thế này chưa đủ đánh đá. Tại vì bình thường chị nghĩ mặt chị cũng không phải là đến mức ngoan hiền lắm đâu. Mặt đánh đá thì như thế nào ta? Chị nghĩ đây là mặt dê rồi chứ không phải là mặt đánh đá nữa đâu.
lỡ đang thay đồ bị người khác mở cửa đi vào thì phải làm sao? Chị phản ứng đầu tiên của chị chắc chắn là chị sẽ lấy tay để che chắn lại những cái chỗ còn lộ thiên. Chị bu đi bán ve chai kẹo kéo thì rào như thế nào? Đồng nó sắp buồn bán đi. Đồng nó sắp buồn bán đi. Chị bu hãy nói một câu bằng giọng nam là Yule là cô gái đẹp trai nhất thế giới. Yule là cô gái đẹp trai nhất thế giới. Điện đời bá đạo, muốn biết cảm xúc của bạn lúc này. Khi hoàn thành xong tất cả câu hỏi này thì chị thấy là cũng bá đạo thật. Và nó cũng làm rất là làm khó chị và chị sẽ ghim suốt đời. Các bạn hãy theo dõi các thông tin của chị tại yams.vn nhé. Các bạn ơi, Duy Khánh đã tươi tỉnh và sẵn sàng cho nhiều chiêu trò mới. Đừng bỏ lỡ nha, Duy Khánh sẽ quay trở lại ngay thôi. Các bạn, Khánh mới vừa mua một chiếc vớ với giá là 170 ngàn. Nguồn này vớ sạch khan hiếm lắm, còn hơn là nước ở trên sa mạc nữa. Hiếm dữ lắm. Biết trước như vậy là Khánh ở nhà giặt vớ bán lấy lời rồi. Rồi mà mấy bạn có công nhận với tôi không? Mỗi mùa là có một cái nét đặc trưng. Giống như là như hoa là mùa xuân nè, mưa là mùa hè, lá vàng mà mùa thu mà nó rơi đó, đó là mùa thu. Còn cái mùi mà hôi vớ á, là cái mùa Noel. Trời ơi, nói thiệt chứ Noel là phải vui đúng không? Ngoài việc mà viết thư đòi quà ông già Noel ra thì mình còn phải chuẩn bị một cái party thiệt là linh đình. Và sắp tới nhà Khánh sẽ mở một cái buổi văn nghệ hoành tráng. Mấy bạn có muốn nghe thử không nè? Chơi. Mùa Noel đó mình quen giao đường. Mùa Noel đó na 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 na. Thôi gì đâu mà khó chịu với tôi quá à. Thì bây giờ không coi tôi diễn văn nghệ thôi. Giờ coi liền văn nghệ của Tấm Văn Phòng đi. Cái tập này vui lắm luôn nè. Bây giờ nè, bây giờ Khánh về, Khánh sẽ tập lại đúng cái bài này. Hoặc có thể là một bài khác. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ. Merry Christmas. Bye bye. Thần Linh ơi, cầu trời cho con sống sót qua con trăng đêm nay. Trời ơi, cho con sống sót sau cái đêm biểu diễn này. Trời ơi, cái chị này thiệt tình á. Mình nó đi hát văn nghệ chứ đâu phải là mình đi đánh bơm đâu mà sống sót hay là không sống sót. Nhưng khi đánh bơm nó còn dễ chịu hơn, bùm cái là xong, bây giờ lên hát không nổi với bên. Thôi vậy thôi, bà đi đánh bơm á, bà qua bà đầu quân cho cái đám IS, bà đi con thấy bà hợp với tụi nó đó. Quên, cho ta em lại. Em đúng quá hả? Em còn đây là sao giờ em sợ quá à. Lỡ lên sân khấu em quên bài rồi sao? Lỡ sao không hài lòng sao chưa xâm sợ như thế nè? Vậy làm sao bây giờ? Hài lòng hay không thì cũng phải làm chứ em. Đã đến giờ phút này rồi không lẽ bỏ à? Thôi bỏ đi em. Trời ơi. Quỷ quan được. Trời đất ơi, nó bỏ. Em nói vậy sao được bé bị. Thì chứ giờ sao? Thôi mấy chị cứ bình tĩnh đi. Chút xíu nữa là coi có gì là hiếu phụ cho. Chứ đừng có làm quá lên. À, trời đất ơi, tôi nói rồi mọi người ơi. Tôi nói rồi kìa, mọi người làm xong chưa? Trời đất ơi, nè, bình tĩnh, đừng có manh động. Mọi người tập trung làm tiếp đi nha. Đừng có ai sợ chứ thôi á. Còn... À, tôi nói đi rồi kìa, trời đất ơi, cậu ai? Đừng cậu ơi, cậu ơi. Ủa sao không đuổi thằng này đi trời? Làm hết. Còn cảm thấy nó manh động hơn tụi mình luôn á. Ủa nó đi thiệt chứ anh? Chắc là té đập đầu rồi. Ê bây giờ giết nó đi đừng cho nó đẻ trứng. Trời đất ơi, cái gì mà dám như cái tụi bà đánh vậy? Rồi khán giả rồi đâu? Thôi em lại sếp, sếp ơi. Nghe lại sếp. Trời ơi có khán giả là tụi em chết sếp ơi. Tụi em chết. Tôi dặn mọi người rồi. Mọi người á phải kêu anh em bạn chú nè, chị em bạn gì nè, rồi nhân viên của các công ty đối tác tới coi chứ. Trời đất ơi, sao lúc nào mọi người cũng làm sai ý chui hết trơn vậy? Ờ xin lỗi sếp, sếp từ bi đức độ lượng tha lỗi cho tụi em lỡ dài sếp ơi. Là sếp ơi. Rồi bây giờ á, không có khán giả rồi ai coi? Sếp coi. Thôi, sắp đến giờ biểu diễn rồi, sếp cứ ngồi đấy đi, ok?
được rồi, nhìn gì diễn đi, bực bội quá. Rồi, mọi người chúng ta cùng đứng dậy nào, cùng giữ chí. Vô, 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 vô. Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Lần đầu tiên xin cho MC Trương Hiếu được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Có ba khán giả à ông ơi, làm gì đông lắm vậy? À, xin được gửi đến toàn thể quý vị ba khán giả. Và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Phòng này chuyện vui không thiếu, sang cho tới ban đêm tại đây nó tùm lum, nhất có tánh ra mà nhì có chê tâm linh, chuyện bé cứ xe ra to, trời đất ơi hay ghê. Mong sống qua từng ngày lẹ cho lương tơi, có chút ít lai dài đẹp trai thì có gì sai, quy phai nhân trong đây làm bao anh trai si mê, là bé chim đây vì đây em đẹp xinh nhất không. Bạn ơi mau lại đây, chúng tôi có điều tuyệt vời này, là nụ cười xuân vui cho tinh thần bạn vơi vơi. Bạn ơi mau lại đây, bạn chỉ cần hô là đến với câu chuyện văn phòng. Bạn ơi mau lại đây, bạn chỉ cần hô là đến với câu chuyện văn phòng. Hay hay lắm, yeah. Nữa 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 đi chứ. Dạ hết rồi sếp. Vậy? Dạ đúng rồi mọi người, tập có một tiết mục à. Gì mà văn nghệ mà có một tiết mục vậy? Sếp có biết là để đầu tư cho cái tiết mục này bọn em nó phải tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, phải cực khổ như nào không? Hả? Nhưng mà một cái chương trình văn nghệ là ít ra phải có là nhảy múa hay là hài kịch gì chứ. Cưng, thôi nha, đừng có thấy mọi người chiều rồi cưng làm tới nha. Cưng vừa phải cưng thôi, mọi người là nhân viên văn phòng chứ đâu phải là diễn viên, ca sĩ, vũ công đâu mà nhảy nhảy nhảy. Thôi đủ rồi, mọi người chứ bao giờ làm cái gì mà tôi cảm thấy hài lòng hết trơn á. Hơn là bữa nay có khán giả, không có người đi coi đó, chứ không là nhục mặt ê chề cả đám rồi. Đi dây. Ê khoan cậu ơi, bớt nóng, mấy anh chị còn một tiết mục dành cho cậu á. Nhưng mà ở chợ nói hết rồi kìa. Nhưng mà ở chợ nói vậy thôi mà thiệt ra còn. Giờ cậu đi theo với con nha. Đi ra đây, đi ra. Ôi. Đi gì nữa nghe nữa chị. Bây giờ mọi người bắt đầu nha. Rồi 2, 3. Ủa gì sao tắt đèn tối thui vậy? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật sếp. Sao mà mọi người biết sinh nhật tôi hay vậy? Giờ con nói á. Còn thì có quan. Chưa đâu, còn một bất ngờ nữa. Trời ơi, ở đâu vậy nè? Sao mà tụi con biết mà tới đây được vậy? Con này. Cậu ơi, cái đó người ta gọi là quả báo á cậu. Cái đó người ta gọi là nhân quả. Cái đó người ta gọi là cho đi và được nhận lại. Nếu như á mà mình làm cái gì tốt cho người ta thì chắc chắn mình sẽ được nhận lại cái gì tốt từ một người khác làm cho mình. Ủa nhưng mà sếp ơi, sao tự nhiên em thấy sếp vui lạ quá vậy? Ủa chứ sao hồi nhỏ gia đình không có tổ chức sinh nhật cho sếp hả? Tôi là trẻ mồ côi mà. Cũng giống như hai cô bé chú bé này nè, tôi đâu có gia đình đâu, bởi vậy đâu có ai tổ chức sinh nhật cho tôi đâu. Nay mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi vui lắm á. Không ngờ sếp vậy mà có cái tuổi thơ cơ cực quá ha.
Không ngờ là sếp từ một cái cậu bé mồ côi, từ hai bàn tay trắng mà có thể xây dựng lên một cái cơ ngơ, một công ty lớn như vậy. Sống là không ngừng cố gắng và phải chinh phục ước mơ của mình mà. Sếp giỏi quá à, chắc là sếp giả quá ha. Sếp sếp, là một thằng đàn ông, em tuyên bố bắt đầu từ bây giờ em chính thức thần tượng sếp. Vậy là từ nay chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh sếp để xây dựng một công ty vững mạnh, mãi mãi trường tồn, mãi mãi